Trại Bộ Bộ Minh xin kính chào tất cả các bạn. Thì các bạn bữa nay Bộ Minh làm cái video này các bạn, để cho các bạn so sánh được cái con bọ mà Bộ Minh nhập khẩu và con bọ ở tại Việt Nam nha các bạn. Thì trước mặt các bạn đây là hai bé Teddy. Hai bé Teddy này, trời nó nhoi nè. Hai bé Teddy này là một bé thì Bộ Minh nhập khẩu 100% ở bên Thái Lan đó các bạn. Còn một bé thì cái con giống Bộ Minh mua ở tại Việt Nam. Thì cái bé Silver này nè, cái bé này là Bảo Minh nhập 100% nhập từ Thái Lan. Bảo Minh quay cho các bạn xem. Và một cái bé này thì Bảo Minh mua con giống ở tại Việt Nam mình để về làm giống. Thì các bạn sẽ phân biệt được, đầu tiên các bạn nhìn nhờ thì các bạn sẽ thấy cái gì nè. Thì cái đầu đẹp của nó, cái bé nhập thì các bạn nhìn thấy cái mặt của nó nè, nó rất là tròn, nó xinh hơn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy nó vậy nè, giờ này quay cái góc cạnh nè, cái mặt nó rất là xinh, nó quậu lại nó rất là xinh và cái khung hình nó cũng rất là đẹp, lông. Và cái điều thứ hai nữa là cái lông của nó nè các bạn, cái con bọ nhập thì các bạn dòm thấy cái lông của nó rất là chuẩn luôn nè, cái lông này là cái Teddy, cái lông như vậy là rất là chuẩn luôn nha, nó xoăn, nó ôm sát mình, nó săn tít, nó rất là đẹp. Còn cái con bọ ở Việt Nam mình thì các bạn thấy nè, lông đó, nó sơ sài, nó không có được ôm sát vào trong cái thân mình. Của mình sẽ quay gần, thật là gần cái dàn lông của nó, cái bộ lông của hai bé này để cho các bạn so sánh. Thì các bạn cứ so sánh thử cái thằng cái con nhập Thái nó sẽ như thế nào và cái con Việt Nam mình nó sẽ như thế nào các bạn. Thì có nhiều bạn thì mới nuôi á, thì sẽ khó mà phân biệt lắm, chỉ là nói Teddy là các bạn biết nha thôi, chứ ngoài ra các bạn cái độ đẹp của nó như thế nào thì các bạn, trừ khi những cái trại lớn của người ta, cái trại người ta nuôi trại rồi người ta mới biết được cái độ đẹp của nó. Thì những cái bé Teddy này thì Bổn Minh đã nói với tất cả các bạn là video trước là cái tâm huyết của Minh rất là nhiều, cho nên Bổn Minh chọn lựa rất là kỹ để làm những cái video để quay cho các bạn xem. Thì có nhiều người nói anh Minh nhập Thái nhập gì anh nói chắc nó dốc nói gì đó, thì Bổn Minh không có khó nghe, Bổn Minh nói sao có vậy. Thì đây là cái con nhập Thái, thì người ta nói ở cái con nhập anh bọ nhập đó, nó khác không bọ ở trong Việt Nam mình sao thì đó. Thì bây giờ bọn mình mới làm cái video này để các bạn so sánh cái đầu đẹp như thế nào. Thì bọn mình nói luôn cái bé này nè, bữa đó có sanh một cái bé con mới đực đó mọi người, thì vừa mới sanh ra là người ta đã đặt rồi đó. Thì bé mới có 1 tháng tuổi là người ta hối thúc, người ta bắt giao rồi, cho nên bọn mình giao mới vừa tách con đó. Chứ nếu cái bé này bọn mình nuôi mà ú lên chút nữa là con sinh nữa, tại nó mới vừa tách con cho nên nó chưa có được ú ú luôn. Còn bé này bé cái là bé cái Việt Nam thì bọn mình cũng nói luôn, làm video để nói cho mọi người biết là khi mà cái con của cái bé bọ mà Teddy mà bên nhập vậy nè, bọn mình bán con là thì cái giá nó không có rẻ nha mọi người. Còn đối với những cái bé mà bọn mình mua con giống ở tại Việt Nam này nó sanh ra, bọn mình sẽ bán rẻ hơn, có khi rẻ hơn có khoảng phân nửa tiền luôn mọi người. Thì các bạn sẽ có nhiều người hỏi trời sao anh Minh bán vừa đó cái cặp đó mấy triệu mà sao cái cặp này anh bán có rẻ như vậy là lý do là sao, thì đó thì bọn mình sẽ quay sẽ nói hết luôn cho mọi người xem cái khung hình này. Một bé ở tại Việt Nam và một bé của mình nhập, thì hàng nào bọn mình nhập thì bọn mình nói nhập chứ không có mua. Con này là bọn mình mua ở trại khác về làm giống cái bé này nè, còn bọn mình không có tiện nói là cái trại nào thì bọn mình mua, thì bọn mình sẽ giữ kín cho cái trại của người ta, tại vì mình về mình cũng nuôi thôi. Thì những cái bé này là bọn mình hồi đó mua lần đầu tiên để mà về để giống đó mọi người, cho nên cái kinh nghiệm mình nuôi mua chưa có. Rồi bây giờ càng ngày thì bọn mình sẽ tuyển chọn lại đẹp hơn nữa. Thì bọn mình làm video này chủ yếu là để cho các bạn phân biệt được cái con bọ nhập như thế nào và con bọ tại Việt Nam mình như thế nào, các bạn có thể nhìn và để phân biệt và xem xét và thử coi nó có khác biệt gì không. Không phải là bọn mình nó quay tại Việt Nam mình là con bò xấu, không phải các bạn, có khi nhiều cái trại người ta nó đẹp khủng khiếp luôn. Cái con bò nhập này thì có nhiều cái là cái trại Việt Nam mình là con bò Thái này không có cửa nào giống như bò tại Việt Nam mình luôn á, có nhiều cái trại người ta nuôi đẹp lắm, nhưng mà tại vì bọn mình quay để cho các bạn biết được ở cái con bò Thái con bò Việt mình nó có khác nhau chỗ nào không. Cái trại bọ mà nếu các bạn nhập về bọ Thái á, có nhiều cái trại mà không uy tín á, thì nó sẽ xấu, nó xấu hơn con bọ tại Việt Nam đúng nha các bạn. Còn nếu mà con bọ mà nó đã vào những cái trại uy tín của người ta, ta nhập cho mình á, thì nó rất là đẹp, cho nên các bạn lưu ý cái điều đó nha.
Còn nếu bạn nào muốn Bảo Minh nhập về giùm cho các bạn thì Bảo Minh sẵn sàng nhập giùm cho các bạn nha, đủ loại đủ dòng hết. Thì việc đầu tiên là Bảo Minh, các bạn muốn nhập dòng nào đó thì Bảo Minh sẽ mail qua bển, người ta sẽ gửi hình về xem các bạn chịu hay là không, rồi các bạn sẽ chuyển tiền trước cho Bảo Minh nha. Bảo Minh mới nhập nha, chứ khi nhập về các bạn không nhận nha. Hoặc là Bảo Minh sẽ gửi cái nick để cho các bạn check in với ngoài nước ngoài luôn, để cho các bạn yên tâm hơn là con giống phải nhập hay là không. Rồi thì cuối video này Bảo Minh chúc các bạn là ngày nghỉ thật là vui vẻ và tặng lại hạnh phúc bên gia đình. Kính chúc cho tất cả mọi người xem video thật là vui vẻ nha. Thích kênh của Bảo Minh hãy cho Bảo Minh một like và một lượt đăng ký nha mọi người.